Tại AB Bank, văn hóa tổ chức được chú trọng và xây dựng một cách bài bản và lan tỏa tích cực tới 4.000 cán bộ nhân viên. Với tinh thần kế thừa và đổi mới để phù hợp với định hướng phát triển, năm 2022, AB Bank đã đánh giá lại sứ mệnh, tầm nhìn, thống nhất các giá trị cốt lõi mới và xây dựng bộ chuẩn mực hành vi. Từ đó xây dựng chương trình hành trình văn hóa với sứ mệnh, truyền cảm hứng và lan tỏa các giá trị cốt lõi đến từng cán bộ nhân viên, ứng dụng các chuẩn mực hành vi vào thực tiễn thông qua các hành động thi đua với sự hưởng ứng tích cực từ các liên quân và sự tham gia của các đại sứ văn hóa. Các tổ chức thành công đều có văn hóa tổ chức mạnh và hiệu quả. Ngân hàng An Bình của chúng ta cũng vậy. Trong quá trình chúng ta triển khai hành trình văn hóa thì đây cũng là quá trình chúng ta cùng nhau lựa chọn các giá trị cốt lõi và triển khai trở thành các cái hành vi của mỗi người, mỗi ngày. Với tinh thần triển khai đồng bộ từ cấp lãnh đạo cao nhất cho đến từng đơn vị, chúng ta nhất định sẽ gặt hái được nhiều quả ngọt trên hành trình này. Với chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm, toàn hệ thống AB Bank tập trung hướng tới đáp ứng và nâng cao trải nghiệm khách hàng, tạo dựng thói quen, cách làm việc hiệu quả, hướng tới khách hàng, hướng tới sự cộng tác nhằm tạo ra chuẩn mực hành vi tiêu biểu cho từng giá trị cốt lõi. Đại diện cho giá trị cốt lõi, khách hàng là trọng tâm, chính là hành vi chủ động tương tác, cầu thị lắng nghe. Bằng việc tạo được thói quen lắng nghe, cầu thị mỗi ngày, chúng ta đang cùng nhau xây dựng văn hóa dịch vụ, lấy khách hàng làm trọng tâm thành công. Mỗi nhân sự tại AB Bank đều là một tài sản quý giá, nên việc trau dồi, làm giàu thêm kiến thức, không ngừng nâng cao năng lực để ngày càng gia tăng giá trị của bản thân là trách nhiệm của mỗi người. Bên cạnh đó, chuẩn mực hành vi, phát triển nhân viên, luyện rèn giao phó được lựa chọn và hướng dẫn cán bộ quản lý kèm cặp, huấn luyện, đưa ra những phản hồi tích cực cho nhân viên của mình trên hành trình phát triển bản thân. Minh chứng bởi 1.997 phản hồi tích cực và 706 bản PDP đã được các cấp quản lý đưa ra cho cấp dưới trực tiếp, qua đó định hướng, khuyến khích, tạo động lực cống hiến và gắn bó, nâng cao hiệu suất làm việc và hỗ trợ cho sự phát triển của cán bộ nhân viên trong ngân hàng. Cộng tác vui vẻ, chia sẻ hiểu biết là chuẩn mực hành vi tiêu biểu cho giá trị cốt lõi, cộng tác cùng phát triển, được kỳ vọng sẽ giúp mọi người gắn kết, chia sẻ lẫn nhau cũng như nâng cao tinh thần hợp tác, tiếp thu ý tưởng của mọi cá nhân trong tập thể. Mô hình liên quân là sự kết hợp giữa khối, ban, tại hội sở với các vùng kinh doanh được thiết kế cũng trên tinh thần này để kết nối sức mạnh tập thể, phát huy ưu thế của từng đơn vị. Thi đua, đổi mới sáng tạo, đột phá tiên phong theo giá trị cốt lõi, linh hoạt và thích ứng. Hành trình văn hóa đã nhận 57 sáng kiến Innovation, 147 ý tưởng Kaizen. Trong đó có những ý tưởng được giám khảo chuyên môn đánh giá rất tích cực, sẽ tiếp tục được cải tiến và đo lường hiệu quả thực tế để đóng góp cho ngân hàng. Kỷ luật giúp xây dựng lòng tin và sự tôn trọng giữa các thành viên trong một cộng đồng. Hành trình văn hóa góp phần hướng mọi cán bộ nhân viên tuân thủ các quy tắc chung, tạo ra một môi trường công bằng và minh bạch, giúp tăng cường mối quan hệ và sự hợp tác. Điều này tạo ra một sự tập trung và kỷ luật tinh thần, giúp tất cả chúng ta tuân thủ các quy trình, hoàn thành nhiệm vụ và đạt được thành công. Trên hết, kỷ luật giúp tạo ra một môi trường an toàn và bảo vệ cho ngân hàng và cho chính các khách hàng. Bên cạnh thi đua, hành trình văn hóa cũng đóng vai trò là kênh truyền thông đắc lực trong việc phối hợp kêu gọi và lan tỏa hành động tới các liên quân trong các hoạt động và sự kiện nội bộ khác. Trong hành trình chuyển đổi và thực thi chiến lược của AB Bank, nhiệm vụ xây dựng văn hóa tổ chức là trách nhiệm của mỗi AB Banker. Khi mỗi cá nhân thực hiện đúng các chuẩn mực hành vi, khi cả tập thể cùng chung cách ứng xử, những giá trị tốt đẹp của AB Bank sẽ lan tỏa tới đối tác, khách hàng, nhà cung cấp, nhà quản lý, các cổ đông, các ứng viên, cộng đồng và củng cố được văn hóa, giá trị và thương hiệu của tổ chức. Hành trình văn hóa sẽ là người bạn đồng hành giúp mỗi AB Banker vượt qua giới hạn bản thân, cùng nhau lan tỏa những giá trị của người An Bình để ngân hàng của chúng ta đủ nội lực vươn tầm, chinh phục mọi mục tiêu và để mỗi ngày đi làm đều thực sự là một ngày hạnh phúc. Là tận tâm sống cống hiến cho đời ngàn khát khao hạnh phúc.